Chào các bác quay trở lại video clip tiếp theo của bên cửa hàng bên em Hiện tại thì em đang ở trong kho hàng đây Cũng như là lọc ra một vài dòng sản phẩm vừa dọn kho vừa thanh lý giá rẻ cho các bác Những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay giá cực kỳ rẻ luôn Những cái đôi loa mà nó chỉ vài trăm nghìn đến hơn triệu, hai triệu, ba triệu đồng Nó rất là rẻ Đặc biệt ngày hôm nay thì em thanh lý toàn bộ là loa nằm luôn các bác nhá Toàn bộ là loa nằm luôn, rất là nhiều các dòng loa thì các bác nào đang muốn mua sản phẩm gì Phải liên hệ ngay cho em nhá, chỉ vài trăm đến vài triệu thôi các bác à, Mở đầu video clip ngày hôm nay thì em đang có uh, Một con uh, loa Bose 301 Series 2 uh, Con này thì... Uh con này thì nói chung là em có một con thôi, một con lẻ thôi. con này thì rất 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 cũ rồi, con này rất lâu và cũ rồi. À, dòng này thì nói chung là rất là hay. bác nào cần mua lẻ một chiếc thì cũng có thể con có, có, có thể là liên hệ cho em nhé. bác nào muốn mua lẻ một chiếc ở đây thì em còn một chiếc thôi. thùng vách toàn bộ là gỗ lạng luôn các bác nhá. thùng vách toàn bộ gỗ lạng luôn. con này thì hôm nay bác nào mà lấy thì sẽ thả trôi cho bác luôn bác nào lấy để cho bác giá đúng một triệu các bác nhá đúng một triệu luôn bác nào thích thì chơi con này đấy thùng vách các thứ vẫn là ngon anh em nào thích uh, lấy một con mà về bán lẻ ra cũng ok đấy nhá đấy hoặc là về chế trác lại một tí Thì anh em có một con lẻ này rất là khó bán thì ra thôi để cho bác giá rẻ luôn chọn kho vừa uh, đỡ chật vừa uh, bán cho bác bác nào mà cần thiết thì lấy các bác nhá bên cạnh đây thì em đang có uh, một cặp loa bốt ba lẻ một đúng rồi dòng 301 dòng này là series 5 hay series 4 hay series 4 các bác. Dòng này 301 series 4. À, vâng, dòng này là dòng 301 series 4 đúng các bác. Chuẩn, 301 series 4 luôn. Con này thì bác nào lấy thì ngày hôm nay cũng sẽ thanh lý giá rẻ cho bác. Bình thường những cái dòng này các bác mua trên thị trường nó giá tương đối cao đấy. Giá tương đối cao đấy nhưng mà nếu mà như các bác mua ở nhà em đây thì đúng thật là những cái dòng này thì em không bán nhiều. Thành ra là em giá trị của nó thì em cũng không nói ở đây. Đấy, những cái dòng sản phẩm như thế này chất lượng của nó thì rất là hay rồi. Chất âm cũng rất là tuyệt vời à, Bác nào mà lấy ngày hôm nay thì một đôi này em sẽ thả xả cho các bác Giá chỉ 2 triệu 700 nghìn đồng một đôi 2 triệu 700 nghìn đồng một đôi bốt à, 301C4 hàng bãi xịn hàng mê nha các bác nhé Hàng bãi xịn Mexico Bác nào lấy thì có thể liên hệ ngay cho em được không ạ à, Bên cạnh đây thì bác nào mà thích những cái dòng bốt 301C3 hàng xịn chất lượng hơn Hàng cũng của Mexico thì cũng thể à, liên hệ cho em Bởi vì những cái dòng sản phẩm của Mexico này thì cực kỳ là ngon luôn Bát xanh chép xanh quân đội các bác nhá nó ngả con này thì ngả sâu rồi những dòng này nó chưa ngả mới những dòng này nó ngả sâu luôn rồi mà thùng vách của nó còn rất là đẹp luôn thùng vách rất là mới luôn à, một dòng sản phẩm uh, bốt 301 một series ba hàng bãi xịn mexico này bác nào mà ngày hôm nay đang muốn ưng ý chơi dòng này thì em sẽ để cho bác giá lại tương đối mềm nhá 3 triệu năm trăm nghìn đồng một cặp thôi đấy ba triệu năm trăm nghìn đồng một cặp những cặp bốt 301 một series ba hàng bãi xịn hàng bãi xịn hàng mê các bác nhá cực kỳ đẹp và xa dòng này thì chất lượng âm thanh cực kỳ là hay rồi Đây, em sẽ quay về mặt sau để bác xem Đấy, những cái con loa bốt 301 series 3 này thường là anh em rất là thích chơi các nhá à, bởi vì từ chất âm đến ngoại hình của nó nhìn rất là đẹp luôn hay dòng 301 series 3 hàng à, uh, assemble in mexico nha bác nhá dòng này thì rất là đẹp gỗ toàn bộ là gỗ loạn thùng vách chắc chắn nha bác nhé. đó à, cặp này thì em em ở nhà em còn hai cặp hai cặp bác nào thích chơi cặp nào thì liên hệ nhé còn hai cặp toàn cặp đẹp thôi bác nào thích dòng nào thì sản phẩm nào thì phải lớn sớm liên hệ cho em những cặp toàn cặp đẹp thôi các bác nhé còn hai cặp nữa còn hai cặp nữa chứ nhà thì không còn nhiều còn đâu thì những cái dòng mà à, con này thì có rất nhiều con nó bị hỏng hóc khi mà quá trình vận chuyển về cũng như là em test âm thanh nó không đạt em đều loại Đấy, sẽ có một clip lên em lên thanh lý những cái vỏ viết các thứ cho các bác nào mà đang chưa có hoặc là có rồi nó đang bị hỏng hóc thì có thể là thay thế các bác nhá 3 triệu 500 nghìn đồng một cặp đấy đẹp con này vừa hát karaoke được vừa nghe nhạc được các bác nhé các bác nghe nhạc cũng ok mà các bác hát cũng được em đánh giá thì dòng này thì nó rất là thoải mái thôi vừa hát vừa nghe nhạc À, rất là là ngon lành đâu không có vấn đề gì cả các bác nhé đấy chơi bời cái dòng này thì cực kỳ tuyệt vời rồi được chưa ok 3 triệu năm trăm nghìn đồng một cặp vừa ghép âm ly cũng được vừa ghép đẩy vang cũng được mà các bác làm loi lời cũng được làm loi chính cũng được đấy nó rất là dễ dàng phối ghép thôi nhé của hàng của Mexico xịn bãi luôn được chưa đấy, bên cạnh đây thì em có những cặp loa của BMB này đồng giá cho bác hai triệu rưỡi à, còn ở đây một hai ba cặp ba cặp BMB BMB dòng này là dòng của China các bác nhá BMB made in China dòng này sản xuất tại China rồi BMB CSD 880 SE bác nào thích chơi BMB thì cũng có thể thích những dòng này dòng này BMB thì nó cũng rất là hay thôi bát 25 nhé bác à, bát 25 bốt thì thường là bát 20 thì các bác biết rồi em không giới thiệu nữa một bát 20 hai chép dòng này thì dây của nó toàn bộ là dây cuốn một lõi được chưa dây cuốn một lõi bát chép xanh quân đội dòng này thì em không giới thiệu nhiều nữa bởi vì thường những cái dòng bốt này các bác nắm rất là rõ rồi BMB đây các bác nhá, BMB, dòng BMB này là BMB 880 SE, con này bắt 25. 25, con này hai chép, hai chung, một bát 30 nha các bác. Đấy, dòng này thì các bác làm loa chính cũng được, làm lo lời cũng được. Anh em là phòng diện tích tầm 25 30 mét vuông, chơi một đôi loa này thì cũng rất là ok thôi. Em đánh giá nó rất cao, con này thì tiếng bát nó rất là sâu. Bát rất sâu chép mà cực kỳ là sáng luôn mà có hỗ trợ cả tiếng lời cho các bác nhé Hỗ trợ tiếng lời cho các bác thế nên là khi các bác nghe nhà hát karaoke okay, thì dòng này cũng rất là ok đấy Không vấn đề gì đâu Em đánh giá dòng này rất là cao, chất lượng âm thanh của nó rất là tuyệt vời Bát đánh sâu lắm, bát đánh cực kỳ sâu luôn đấy Đấy, nói chung là những cái dòng này thì thì tiếng bát của nó sâu như vậy Thì thành ra là các bác chơi thêm trầm nữa cũng được Mà không cần thiết cũng không sao Bởi vì tiếng bát của dòng này nó Em đánh giá là nó tương đối cao rồi à, Cần thiết thì bác chơi thêm một con chép này nữa Đấy, hỗ trợ tiếng chép của nó hay hơn một con chép một đôi chép này hiện tại bây giờ có 500.000 nghìn một chiếc đôi thôi các bác nhé còn bác nào thích cao cấp hơn thì đánh một đôi uh, chép tên lửa này thì giá của nó sẽ loanh quanh khoảng bảy trăm rưỡi cao hơn hơn hai trăm nữa nhưng mà chất lượng đương nhiên là nó sẽ hay hơn rồi đúng không ạ dòng này thì so với dòng chép này chép còi này thì nó nhỏ hơn nhỏ hơn chất âm thanh của nó vẫn rất là sáng vẫn rất là hay nhưng mà để đánh giá thì em thấy dòng này nó sẽ hay hơn hay hơn một chút đấy uh, giá nó sẽ giá bán nó sẽ cao hơn ba 3 à, uh, cao hơn 200 200 000 250 000 nữa, con này là 200 2750, con này là 500 thì các bác nhá. Và uh, các bác cân đối. Đấy, đối với dòng sản phẩm BMB này thì em đánh giá rất là cao từ bát cho tới trung tầng, còn chép của nó thì em thấy nó cũng rất là sáng nhưng mà nếu mà được thì các bác hỗ trợ thêm một con chép nữa thì nó sẽ hay hơn nhiều. Đấy. Uh, dòng này thì đây các bác này, con này thì à, uh, CSD 880 se Đấy, công suất của nó lên tới 500W cơ các bác nhé Dòng BMB Group Made in China À, con này thì có tem mác đầy đủ đấy tem mã vạch các thứ rất là ok luôn hàng xịn chính hãng sản xuất tại china các bác nhá anh em và các bác nào thích những dòng sản phẩm này thì có thể sớm liên hệ ngay cho em được không ạ đấy giá chỉ loanh quanh 2 triệu 500 trăm nghìn thôi cũng rất là rẻ rồi các bác nhé ok à, chép thì một con à, em còn một đôi này còn một đôi này giá là 500. trăm à, đôi này thì giá là bảy rưỡi các bác nhá và sản phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay đây à, sản phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay em đang còn một cặp à, à, đẹp của JBL K là 12 dòng này dòng đẹp nhá. Đợt này cũng về được mấy đôi. Về được mấy đôi, hàng toàn hàng tuyển thôi. Đây cũng về bên này cũng về được mấy đôi nữa này. Đấy nói chung là uh, sẽ có con đẹp, có con xấu các bác nhá. Con đẹp con xấu bên kia có nhiều con em loại bỏ luôn bởi vì là chất âm nó không hay mà bác nó đánh nó không sâu tiếng thành ra là nó nhiều con nó tiếng nó bị rẻ thành ra là em không không không, không duyệt được. Những cái đôi loa mà bên em duyệt gửi lên cho bác là những đôi loa cực kỳ chất luôn rồi. Những đôi loa chất xịn hay mà em gửi đến các bác những dòng sản phẩm này thì là một bát 30 mươi này một chung rồi một chép kèn từ neo này đấy và đối với những dòng sản phẩm made in usa này thì các bác dòng sản phẩm made in usa này thì hàng rất là chất luôn các bác nhá đầy đủ mã pin mã vạch số series đầy đủ hết luôn và đặc biệt bên trong củ bát củ chép của nó đều đầy đủ số series tem mã vạch các thứ đầy đủ hết và trong nhĩ loa cũng đầy đủ số seri luôn tất cả của nó đều có số seri hết ở trên cái loa này các bác nhá và đầy đủ công tắc lightning bật tắt này đó bật đèn bật tắt sáng đèn nhìn trông rất đẹp luôn ở cái giải giải màu hồng này khi mà à, công suất vào nhá thì chữ JBL này nó phát sáng nhìn rất là đẹp các bác nhá rất là đẹp luôn à, giá là 5 triệu 500 nghìn đồng ở Trong clip video lần này Bác nào mà đang quan tâm Thì em sẽ giảm giá cho bác thêm 200 Một 5 triệu 3 5 triệu ba là chưa có phí ship các bác nhé Tất cả những cái dòng sản phẩm này thì đều chưa có phí ship Bác nào mà đang quan tâm thì có thể là liên hệ ngay cho em Chúng ta cùng uh, tham khảo những cái dòng sản phẩm này có giá tốt nhất Được chưa ạ? Đấy, những cái dòng sản phẩm này thì em không không cần phải test chất âm Bởi vì những bác nào cần thiết test chất âm Các bác hoàn toàn có thể là liên hệ cho em Em có thể gửi trực tiếp test chất âm cho các bác Những cái dòng loa cai i512 này thì không cần phải bàn về chất lượng nữa rồi Thùng vách thì rất là đẹp Thùng vách đẹp Chất âm sáng hay Hai lỗ thông hơi Đúng không ạ? Uh, với L, với R ở bên dưới các bác nhé đó

Những dòng sản phẩm này thì cực kỳ là nét luôn rồi, một bát 30. Dòng này các bác phù hợp vừa ghép với âm ly được. Đấy, các bác ghép âm ly 203, 506 hay là các dòng đờ nông hay pioneer nó đều ghép được các bác nhá. Để nghe nhạc rất là ok. À, kể cả các bác hát karaoke dòng sản phẩm này nó là đỉnh cấp luôn. Bởi vì đây là một trong những dòng sản phẩm mà sinh ra để hát karaoke gia đình. Đấy vì thế nên là hát karaoke rất là hay với một bát 30 một trung âm và một chép kèn từ neo thì em thấy là dòng này các bác nó rất là phù hợp để hát karaoke luôn đặc biệt làm loa chính nhưng cũng rất tuyệt vời các bác nào? Nhà rất nhiều anh em đã từng đặt của bên em đến 5 đôi loa rồi 5 đến 7 đôi loa rồi và đều khen hay những dòng cây I512 cả Đấy là em phải nói thật sự như thế luôn Là những cái dòng cây I512 thì luôn luôn được chiếm chọn niềm tin và tình yêu của tất cả các bác Bởi vì sự đẹp đẽ cũng như là chất âm thanh của nó rất là hay Đối với những dòng sản phẩm cây I512 thì em không cần phải bàn tán Cũng như là giới thiệu nhiều quá về những dòng sản phẩm này Từ chất âm cho tới ngoại thất nội Thất của nó đều chất lượng hết các bác nhé Và đặc biệt là giá bán thì cực kỳ là yêu thương rồi rồi. trên thị trường đang bán hiện tại là tới sáu triệu rưỡi đến 8 triệu cơ nhưng hiện tại thì bên em về tường là những số lượng rất là lớn phân phát cho các đại lý thành ra là giá nó rất là tốt chỉ loanh quanh khoảng uh, 5 triệu ba trăm nghìn đến 5 triệu rưỡi thôi có những lúc em khuyến mãi còn 5 triệu năm triệu ba trăm nghìn đồng như này thì rất là hiếm rồi các bác nhá các bác nhanh tay chốt đơn cho em được không ạ OK lên nhanh một clip giới thiệu rất nhiều hàng sản phẩm made in USA cho bác và những dòng sản phẩm hay chất lượng bác nào đang quan tâm bất kể một dòng sản phẩm nào từ vài trăm nghìn các bác hoàn toàn có thể liên hệ ngay cho em các bác nhé còn bây giờ thì em xin phép được kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau đừng quên là ấn nút like đăng ký kênh và chuông thông báo để được đón nhận sớm nhất những video từ bên em các bác nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác